em đang muốn giấu anh điều gì đó. Em đang muốn giấu anh điều gì đó. Em đang muốn giấu anh như thế anh không biết em nghĩ gì. Em đang muốn giấu anh điều gì. Có những anh nhìn từ đôi mắt kia không thật thà. Em có lẽ cũng sẽ không nghĩ anh có thể nhận ra sự thật đằng sau mã khóa iPhone. Nào ngờ được đâu em chót dại rồi. Chắc lương tâm nhiều lần cho phép em được tại ngoại. Anh cảm thấy chút ngột ngạt bên lòng ngực trái. Em nhắn tin với anh ta từ bao giờ. Em thông đồng với hắn ta biến anh thành gã khờ. Dù yêu em nhưng anh đâu có buồn. Hãy cho anh một lý do để tha thứ. Em không giấu được đâu. Dù em nói rồi về muốn giấu đi cuộc gậy phải ta làm hay ta thật ấu trĩ. Đây không phải tra khảo mà là cuộc đấu trí. Anh muốn biết hết những điều từ lâu em giấu kỹ. Có chữ cứ lấp vào không có một lối thoát. Đừng làm nhau thật khó sẽ trong phần đối đáp. Cứ nói sẽ đã đi rồi có người mới khác. Anh ta là đối tác. Anh không nghe lời đất khoác em hôm cho anh ta trên phương diện nào. Là người lôi chuyện ra hay là người đưa chuyện vào. Anh không nói và xét nên không cần đi kiện cáo. Em ra đi mình rồi nhá anh cũng không tiện chào. Em là rồi anh không lệch phát nào. Lời nói của em cũng thật sắc sảo. Nhưng là sao giấu khi hai con mắt đảo. Em là người sai mà lại lên giọng cắt sao. Có những anh nhìn từ đôi mắt.